hai số phận trái ngược, điêu thuyền từ đáy xã hội lên top 1 ba server. Còn Xenia đồng dạng làm lại kỹ năng nhưng số phận hoàn toàn trái ngược. Chắc anh em đã biết, cập nhật bổ sung lần 2 phiên bản lễ hội 50 năm ngày 30 tháng 5 thì điêu thuyền một bước lên tiên, nào là so đổ kỷ lục tỷ thắng ở ba server, nào là được tung hô farm sờ nhất meta các kiểu. Tuy nhiên số phận Xenia lại không được như vậy, chỉnh sửa xong có dấu hiệu tụt dốc trong rank phía chọn trước khi được làm lại kỹ năng là 4,5%, và bây giờ sau nhiều người update chỉ còn là 3,62% mà thôi, tỷ thắng từ 51,8% giảm chỉ còn 50,8%. Đáng báo động thực sự, ngày Xenia ra chuồng gà ở rank không còn quá xa, nhưng trảm game không bất ngờ đâu, vì Lưu Bang bản gốc Xenia nghe đồn là cũng phê sắc phế. Thực sự thì trảm game khá là hóng APL tới đây, xem là có lột xác được không hay là chìm nghỉm dưới đáy. Theo bạn, cú chỉnh sửa này có phải là một thất bại? Đúng là hai số phận hoàn toàn khác biệt đi, một con thì lên đỉnh luôn anh em, top 1 bảng xếp hạng 3 server, uầy sướng. Còn Xenia thì sao nào? Sửa xong cái gì cũng tụt anh em ạ, tỷ thắng tụt này, tỷ chọn cũng tụt luôn, cay thế nhở. Thôi không sao cả, trảm game sẽ làm về Xenia, coi như là truyền tí cảm hứng cho anh em và cứu vớt vị tướng này, ok chưa? Em đi đường chơi điêu thuyền mà gặp team kẻ địch nhiều sát thủ sâu đam quá thì lên băng nhấn Scary hay là mặt nạ Berit ạ? Ok, gợi ý ngay. Các bạn thấy cái đội trâu của Xenia của đồng đội chưa? Đấy, người ta gọi là team đấy, team quốc đấy. Sốc đam căng quá, băng nhấn luôn anh em, mặt nạ Berit rồi kèm thêm quả trượng băng, được của nó luôn. Mà thích nhá, thêm quả gươm hiền chết, ôi kẻ địch lại round end ngay, ok chưa? Còn nếu mà thích an toàn hơn nhá, một cổ băng xương sử dụng đúng lúc khi các bạn kiểu là bị tấn công bất ngờ chẳng hạn. Ví dụ cái pha này đi, bị tấn công như vậy nhá, đỡ sao nổi. Các bạn nhớ xem cái trận gì nhỉ? Quần bén mất rồi. Cái con Ibanez của ai ấy nhở, bị sốc đam một cái luôn thì nhờ, bị của team nào tôi quên bén mất rồi, ở cái đối chiến vọng đợt vừa rồi đây. Ibanez trâu như vậy nhá mà bị đội gì đấy sốc quả đam bay bằng luôn. Dạo trí nhớ kém quá anh em ạ, ông nào nhớ thì comment lại hộ tôi nhá, tôi quên bén mất rồi. Bỏ qua đi. Đấy các bạn thấy không, cầm thêm quả bục phá nó có uy được hơn không? Được quá luôn chứ. Giờ thằng nào mà thấp máu nhá, gặp mình là đến ngay hả? Cho em hỏi là Ngộ Không đi đường với con kiểu nhà Tara và Ari thì có nên lên đao chuồn không ạ? Không bạn ơi. Tại sao mình phải lên? Mình bắt chủ lực kẻ địch mà, mình bắt bọn máu giấy mà. Nếu mà để trị các bọn gọi là tanh ấy thì anh em phải giữ cái vị tướng khác, đó phải là Floor đúng không ạ? Đó phải là Ari hay là cái vị tướng khác mới được chứ, đúng không? Chứ bây giờ bảo định Ngộ Không bắt mấy con kia thì thôi, không được. Bạn phải chọn tướng khác đi, ok chưa? Mỗi tướng đều một nhiệm vụ mà, xử lý bọn kia nhá. Bạn phải để cho là bọn mid đúng không ạ? Hoặc là bọn trợ thủ nó lên đồ giảm máu là ok rồi. Và sau đó sẽ cho anh em xạ thủ hoặc là cái vị tướng khác đúng không ạ? Nó trị tanh hợp lý hơn, được không? Uầy, cái anh Duy này chơi máu chiến đấy nhở. Tôi đánh Duy nha, tôi chưa máu chiến với anh ấy đâu. Anh ấy túc biến lên oánh luôn ạ, sau đây là giật về. Hổ báo đấy. Giờ chủ yếu là mình bảo kê cho rằng Caffini thôi. Đấy các bạn thấy không, nó thấy tôi là nó sợ ở đấy. Tôi bay nè, đó bay từ 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 búp đam lên. À búp giáp, nhầm. Đương nhiên là khi tôi xuống nó vẫn nổ đam các bạn nhá. Thế là sao, nổ đam chiếc cuối, nổ đam chiêu một. Uầy, thêm quả nội tại là thêm quả bục phá. Ai đỡ lại tôi đây. Đương nhiên, đam ít hay đam nhiều đấy ạ, là do cái thời gian anh em mà rặn chiêu cuối. Ví dụ anh em sử dụng chiêu cuối Xenia bây giờ sẽ có hai lựa chọn nhá. Một là bay thẳng tới, tức là anh em mà có thể sử dụng lần hai của chiêu cuối anh sẽ bay thẳng ngay. Nhưng mà bay thẳng ngay tới đấy ạ, đồng đội sẽ ít giáp, ok chưa, ít giáp và ít đam nổ luôn. Và không có hồi máu đâu các bạn nhá, không hồi máu đâu nên các bạn phải lựa chọn cho cẩn thận. Điêu thuyền đi top đi rừng được không ạ? Theo tiên gì thì nếu mà bị tranh đi mid thì các bạn cần bị trợ thủ đi, ok chưa? Lên cái song khiên, uầy cái bọn đánh bắn tay như kiểu con Slim lại khóc ré luôn chứ, ok chưa? thử nhá. Nói chung là cái update phiên bản thì các bạn cứ phải từ từ, rồi sau này nó cũng sẽ giống nhau cả thôi, ok chưa? Đây là cái câu chốt các bạn nhá, không sai đâu, sau này cũng sẽ giống vương giả vĩnh diệu thôi à. Các bạn đánh giá sao về Xenia? Nói thẳng nhá, nội tại của Xenia mới này là nó đam ít hơn nội tại trước, nó tích nội tại khó hơn trước. Và bây giờ chưa một nhá, trước đây là chưa một bật xong đúng không ạ, là các bạn hồi nghe nội tại, ok chưa? Còn bây giờ nhá, là các bạn phải làm sao, giờ các bạn muốn gọi là hồi nghe nội tại, các bạn phải trúng nhiều mục tiêu, một mục tiêu một điểm, ba thằng ba điểm, ok chưa? Ê, anh Duy bình tĩnh đi, vừa rồi là em đang mải lia cam nên thành ra em quên đỡ đòn cho anh. Anh bị tôi lên nó dí tí em trả thù ra sau nhá, ok chưa? Người ta gọi là sai sót kỹ thuật tí đúng không ạ? Người ta đang lia cam xem là cái thằng trên đây đánh nhau kiểu gì, tôi còn bay, ai dè anh Duy. Anh nóng tính quá, nhưng mà nói chung lỗi tại mình anh em ạ. Nhưng mà thôi kệ đi, quan tâm gì không? Đi đánh đơn anh em bớt quan tâm mấy thứ định tay thôi đi. Xử lý sai một tí cũng chẳng sao cả. Thế mà không, tôi biết rồi mà. Ông lấy nha, tía đéo bay cho bây giờ đấy. Tí tuệ không bay cho ông nhá, đừng có khóc nhá.
lăn chà lăng nhằng đúng không ạ? Tôi lại nhớ đến cái hồi mà con Zip đi chợ thủ cái đợt mà nó còn hút được cái con bùa xanh bùa đỏ đấy anh em. Đừng lao với Zip nha, lao với Zip là nói to tiếng với Zip là Zip là nuốt hết lính quái đấy, cay lắm. Tiếp tục nào, chào Ed nha, cho em một ngày mới vui vẻ và tốt lành. Ui, cảm ơn bạn rất là nhiều nhá. Ed gợi ý cho em là nên pick Zuka hay là Enzo và nên pick trong trường hợp nào? Em cao thủ không sao, sắp xuống tiếng Anh rồi đúng không? Đang cày charm hai con đó, ui cày tận hai con một lúc à? Cũng được, ví dụ nha, không chăn con này thì mình chơi con khác cũng hợp lý ấy chứ nhở? Ok, Zuka đấy ạ, thì anh em cả bọn máu mỏng này, dễ bắt dễ ta mình rất là ok nhá. Riêng con Enzo cả bọn thằng hình đấy ạ, mắc khắc chế sướng luôn. Và bọn lù đù nhá, mắc lại càng dễ dàng hơn, ok chưa? Hy vọng những gợi ý này sẽ giúp ích một chút cho bạn. Về cơ bản thì hai con tướng kia anh em thích thì pick thôi, bởi vì TNG thấy là cũng ok mà, ổn áp mà. Chẳng qua phải nhìn team kẻ địch một tí, kiểu là gặp kẻo dạng là khó nhai quá thì thôi, mình pick tướng khác nhá, hoặc là đi vị trí khác cho nó thoải mái. Bởi vì riêng con Zuka và con Enzo chúng ta có thể đảo vị trí rất là ok đó. Ui, nhìn đi các bạn, trâu thế này cơ mà, Zena nhìn mình thấy sợ. Các bạn thấy không, cái điểm trừ của cái con này nó chính là gì ạ? Nó cứ búp dần dần cái lửa giáp ảo thôi, xong búp xừ một cái một cục to đi đúng không? Búp nhiều như vậy nhá thì cái địch mới sợ chứ. Chứ búp từ từ, anh em thấy không? Hai thằng kia nó bắn mấy cái là toang mất AOE rồi. Đấy cái điểm trừ mà TNG không thích cho lắm. Cái điểm cộng của nó là mình có thể bấm phát tới ngay các bạn ạ. Nhưng điểm trừ hơi nhiều. Đấy, châu chưa? Ôi, làm gì nhau, tao đốt tí sát thương này á. Đấy, anh em thấy không? Bật lên đúng không ạ? Cái thằng thên nó tưởng là nó ngon đúng không? Thế là tôi oánh cho nổ ngay. Có à, Tanjiro 500 cánh quét không có bạn ơi. 200 cánh có những gì hả Ed ơi? Nhiều lắm bạn ơi. Mời anh em lên trên tạp hóa ở TNG nhá. Tạp hóa ở TNG luôn đầy đủ cho anh em. Nhưng bây giờ YouTube cấm quảng cáo rồi, thành ra chỉ có thể mời anh em lên trên fanpage trải nghiệm game TNG. Fanpage trải nghiệm TNG đây này có nhân viên tìm ảo cho anh em, nhân viên chăm sóc khách hàng cho anh em, nói chung là có từ A tới Z chăm sóc cho anh em các bạn nhá. Bây giờ TNG chỉ có thể hoạt động trên fanpage trải nghiệm TNG thôi. Nên anh em có nhu cầu ủng hộ TNG đã thì nhớ nhá, tạp hóa TNG trên fanpage trải nghiệm TNG. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Thôi, quay trở lại nè. Anh em thấy không? Một vị tướng châu nó nhiều tác dụng lắm chứ. Đúng ạ, bọn Sốc Đam gặp mình thì nó phải nhún nhường kiểu là ôi thằng này trâu quá thôi bỏ qua đi, giống kiểu là anh em cầm Ngộ Không mà gặp Tara rồi anh em. Trảm game cho em hỏi là tại sao phù hiệu Thánh Thuấn lại được dùng cho Hete khá nhiều mà bây giờ lại không ai sử dụng nữa ạ? À, đấy là phù hiệu Thánh Thuấn của hồi trước bị giảm sức mạnh nhá. Hồi trước là cái Thánh Thuấn này là máu của mình thấp nhá, bản thân sẽ lập tức được tăng 50% tốc độ chạy trong 1.5 giây và rất là nhiều giáp ảo. Trời ơi, cái lượng giáp ảo gần 550 cộng 60 chiến cấp, 60 chiến cấp cộng 15 cấp thì bao nhiêu ạ? Ôi, hơn 1000 giáp ảo các bạn ơi, kinh khủng không? Quá kinh khủng luôn. Nhưng bây giờ sao? Bây giờ nó yếu nhiều rồi các bạn ạ. Bây giờ chủ yếu dùng cho bị tướng sốc đam quá căng, hoặc là các vị tướng kiểu như là Pen thích an toàn, Kera thích an toàn đúng không ạ? Hoặc là các vị tướng khác kiểu Zeus dùng Pen phủng các thứ. Nhưng mà đa phần nha anh em đi rank là anh em chơi bị tướng sát thủ đấy có lên đâu. Anh em làm phải khô máu đúng không ạ? Hoặc là anh em pháp sư vậy thôi mà, hoặc là dành cho Tulen đúng không ạ? Rồi là dành cho một vài vị tướng khác. Nhưng mà đa phần là anh em là thích sử dụng những cái phù hiệu nó thật là mạnh mẽ hơn cơ, đúng không ạ? Ví dụ điêu thuyền Thánh Thuấn thì anh em không thích, anh em chỉ thích là ma chú và lại thần quang kiểu vậy đó anh em. Nói chung là thay đổi mà. Với lại cơ bản là bị giảm sức mạnh rồi, thành ra là nó bị kén người chơi sử dụng hơn các bạn nhá. Em muốn chơi Lao Đeo, theo Ed Lao Đeo meta này chơi được không? Meta này chơi được bạn nhá. Em ở rank tiếng Anh ạ. Nhưng mà riêng em ở rank tiếng Anh thì TNG không khuyên bạn chơi Lao Đeo đâu. Thật sự đấy. Ở rank tiếng Anh thì nên chơi với vị tướng dứt khoát và có thể giải quyết trận đấu một cách dễ dàng hơn. Có khả năng gánh team dễ dàng hơn, ok chưa? Còn những vị tướng đó thì Trảm Game đã từng gợi ý rồi đấy. Các bạn search là tướng rank tiếng Anh, ok chưa? Đầu mùa hoặc là cuối mùa được, S2 2023, S2 2024, ok chưa nào? Thì bạn sẽ có những cái gợi ý tuyệt vời, hoặc không cần phải tiếng Anh đâu, mà chỉ cần những vị tướng mạnh thôi, đủ mạnh thôi ở đường mid thôi, ở mùa S2 2024, bạn chỉ cần search vậy thôi thì sẽ ra, ok chưa nào? Chẳng qua là cái đợt này là có con điêu xuồng đấy anh em, con xuồng nó gọi là nó nổi lên, anh hiểu không? Nó nổi lên, thành ra là bây giờ nhiều anh em tò mò và thắc mắc là như vậy đấy. Thì sắp tới nếu mà làm video đấy ạ thì chắc phải là thêm một slot cho xuồng các bạn nhá. Bởi vì xuồng bây giờ cũng thực sự là rất là tuyệt vời và đáng để chơi đó. Ed ơi cho em hai à, nhầm. Em có 25.000 vàng nên mua tướng 25k nào ạ? Chết dở thật đấy. Lâu lắm rồi không làm video tướng 25.000 vàng đến 28.000 vàng đáng mua. Chết dở thật, hình như là 5 hay 6 tháng trước tiên chứ làm thế sao ấy. Bạn search lại hộ TNG nhá, tại bây giờ TNG quên bánh mà là không biết bây giờ giá của bọn tướng như nào.
Bởi vì TNG nhớ không nhầm như giá tướng bây giờ ra mắt toàn bọn 28.885 vàng thì phải. Con Erin cũng 28.000, con Minh cũng 28.000 phải không? Ông nào xác nhận lại hộ tôi cái, tôi quên bén mất rồi. Thực sự thì bây giờ người ta gọi là lạm phát. Anh em nhá, lạm phát vàng rồi, đúng không ạ? Giá vàng thì tăng cao ở ngoài đời, nhưng mà ở trong game thì ai cũng có nhiều vàng, thành ra là người ta cũng coi trọng vàng rồi. Thành ra bây giờ tướng nào cũng phải nhiều vàng các bạn nhá, để anh em còn có cơ hội là tiêu pha một tí, ok chưa? Cũng được cái chứ, cái nội tại đánh xa này, nhưng mà mối tội là cái đam nội tại bây giờ nó không thể bằng đam nội tại của trước đây các bạn nhá. Trước khi sửa, nội tại của anh em mạnh hơn rất nhiều. Anh em sử dụng hai lần nội tại nó dễ dàng hơn rất là nhiều, anh em chiêu cuối đáng sợ hơn rất là nhiều. Chẳng qua bây giờ cải tiến rồi, sửa rồi. TNG nghĩ rằng mục đích của bên đội ngũ chỉnh sửa là để sau này chuyển giao bộ trang phục của Lưu Bang qua thôi. Mà tin buồn cho anh em nha, Lưu Bang ở bên Vương Giải Vĩnh Diệu thì đúng là đáy xã hội luôn, tức là phê sắc phế các bạn nhá. Đấy là thông tin mà TNG tìm hiểu được, chứ còn đúng hay không thì chắc phải để anh em bên Vương Giải Vĩnh Diệu xác nhận sau. Nhưng mà xem qua cái thông tin của bên Lưu Bang thì chắc anh em cũng không có gì gọi là lạ về vấn đề là tại sao Senian lại không nổi rồm rộp lên như là kiểu Điêu Thuyền đúng không ạ? Điêu Thuyền là Vương Chiêu Quân đúng không ạ nhá? Vương Chiêu Quân là top, nó rất là trọng dụng của bên Vương Giả Vĩnh Diệu đấy. Khác biệt thế đấy. Anh em nhớ đặt câu hỏi Q&A dưới video để giao lưu trải nghiệm các bạn nhá.